Chào các em. Chúng ta giải vòng số 1 Olympic của khối 9. Bài thi đầu tiên. Vượt chướng ngại vật. Hệ số tự do thì là -3. Câu hỏi khá dễ dàng. Tìm x để cái này đạt max. Không dùng máy tính thôi, cái này dùng máy tính thôi. Hoặc giải bằng tay cũng được ha. Nó sẽ đạt max khi x bằng âm 1/2. Và giá trị lớn nhất là 21/4 đó. Rồi, em giải cái bức phương trình này. Nhân ra thôi. Đó. 10 nè. Trừ 15 n cộng 42 cộng cho 3 n lớn hơn bằng 0. Trừ 15 cộng 3 là trừ 12, chuyển qua kia là 12n. 12n sẽ nhỏ hơn 1 bằng 52. Từ đây n sẽ nhỏ hơn 1 bằng 52 chia 12 các em. 4,3. Như vậy là có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 4,3? Có 5 số ha, 0, 1, 2, 3 và 4. Giá trị nhỏ nhất ta dùng máy tính để tìm. Giá trị nhỏ nhất là 39/4. Và đạt được khi x bằng -1/2 đó. Nếu các em biến đổi, nếu các em biến đổi cái này á thì nó sẽ biến thành là x cộng cho 1/2 tất cả bình đó. Cộng cho 39/4. Nếu biến đổi thành lần thức ha. Số đường chéo của đa giác tám cạnh. Cái này kiến thức lớp 8 ha. Kiến thức lớp 8. Tứ giác là bốn cạnh nè. Tứ giác là bốn cạnh thì có hai đường chéo. Thầy cấp cho các em công thức luôn.
đa giác n cạnh thì sẽ có n nhân cho n trừ 3 chia 2 đừng chéo nha. Rồi ở đâu ra công thức này á, thì chúng ta phải vô rồi tuyển học sinh giỏi thì ta sẽ làm kỹ hơn. Bây giờ ta cứ lấy ta dùng đi ha. Ở đây không có thời gian thì giải thích nhiều. À, các anh có thể lên các cái chuyên đề trên kênh của thầy để xem tại sao là có cái công thức này ha. Như vậy là 8 cạnh thì ta sẽ có gì? 8 nhân cho 8 trừ 3 tất cả chia 2. Vậy là 8 trừ 3 là 5. 5 8 40 chia đôi là 20 đừng chéo ha. Thực nghiệm 3 4 thôi. X trừ y bằng 2. X trừ y bằng 2 thì trừ x cộng y là sẽ bằng âm 2 nè. Số đối mà. Còn này là x trừ y tất cả bình, tức là 2 bình là 4 ha. 4 trừ 2 thì bằng 2 kìa. A lớn B C dương nhân 2 vế cho số C dương thì không đổi chiều, vậy AC lớn BC. Đây. Rồi A mũ 3 trừ B mũ 3 bằng 0. Như vậy A mũ 3 sẽ bằng B mũ 3. Mà A mũ lẻ bằng B mũ lẻ thì suy ra A bằng B ha. A bằng B mà cộng lại bằng 6 thì mỗi số sẽ bằng 3. Rồi x phải khác 2 để mẫu khác 0. Và khi x khác 2 là mình rút gọn tử mẫu, rút gọn phương thức đó, thì A nó sẽ bằng là bình phương thiếu của tổng thôi. X bình cộng cho 2x và cộng cho 4 thôi. Còn rút gọn cái nhân tử x trừ 2 à. Bây giờ muốn cái này bằng 0 thì mình giải phương trình x bình cộng 2x cộng 4 bằng 0 thôi. Nhưng mà các em để ý kỹ thì các em thấy cái này không bằng 0 được đâu. Cái này lớn hẳn 0. Không bao giờ cái này bằng 0 được. Như vậy là không có x nào để cho cái đó bằng 0 đâu. Này thì ta giải bằng tay thôi hoặc là giải bằng máy tùy các em. X bằng 2 nhé. Rồi. Các em tách một cái y bình này ra. Các em cho đi với trừ 2x y. Tách cái y bình ra. À. Vậy vẫn còn cái y bình. Cộng 4y. Cộng 4 bằng 0. Như vậy ta có hai cái bình phương x trừ y bình cộng cho y cộng 2 bình bằng 0. Bình phương thì không âm, bình phương thì không âm, cộng lại bằng 0 thì từng cái này phải bằng 0.
Như vậy tới đây các em suy ra là x trừ y bằng 0 và y cộng 2 bằng 0. Giờ y sẽ bằng trừ 2 và x sẽ bằng y. X bằng y và bằng trừ 2, như vậy tổng của chúng sẽ bằng trừ 4 ha. Đây. Rồi. Nếu nằm trong đội tuyển học sinh giỏi, các em sẽ thuộc ngay công thức này là a cộng b cộng c bằng 0 thì a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng c mũ 3 sẽ bằng 3 lần tích ABC. Bây giờ ở đây thầy không có thời gian giải thích nhiều ha. Thì các em lên chuyên đề xem cái kênh. Lên kênh thầy xem cái chuyên đề về biến đổi đại số. Theo chuyên đề đó. Rồi bây giờ các em công thức này thuộc nhưng mà không được dùng, muốn dùng phải chứng minh ở trong toán học nha. Còn giờ viên bích thì ta nhớ thôi. A bằng, bây giờ cái này, cái phương thức đầu tiên, cái nhân cả tử và mẫu cho A mũ cho A. Vậy ta sẽ có A mũ 3 trên ABC. Rồi cái này các em nhân cả tử và mẫu cho B. Vậy ta có B mũ 3 trên ABC. Cuối cùng ta nhân cả tử và mẫu cho C. C mũ 3 trên ABC. Rồi mình rút rút nhân tử chung 1 trên ABC ra ngoài. Ở trong A mũ 3 cộng cho B mũ 3 cộng cho C mũ 3. Và như vậy nó sẽ bằng gì? 1 trên ABC nhân cho 3 lần ABC và nó bằng 3 đấy. Rồi. Bài này thì các em chuyển hai qua một bên. Vậy ta sẽ có là x bình trừ 2 cộng cho 1 trên x bình bằng 0. Rồi. Mà số 2 này thầy ghi thêm là nhân x nhân cho 1 phần x cũng không sao cả. Thì vẫn là 2 thôi. À. Vậy tới đây mình sẽ có là gì? Mình sẽ có là x trừ cho 1 phần x bình bằng 0. Vậy ta sẽ suy ra là x sẽ bằng 1 trên x, hay nói cách khác là x bình bằng 1. X bình sẽ bằng 1. X bình 1 thì x bằng cộng trừ 1 thôi. Đó. Trừ 1 này, giờ 1 này. Cũng các em thử lại đi, đúng luôn đó. Rồi, tổng các nghiệm. X bình trừ 4, x bình trừ 10 bằng 72. Giờ thầy đặt. Đặt x bình trừ 7 bằng y. X bình trừ 7 bằng y. Thì x bình trừ 4 sẽ bằng y cộng 3 các em. Còn x bình trừ 10 sẽ bằng y trừ 3. Đúng không? Giờ nó bằng 72. Tới đây ta có là y trừ 9 sẽ bằng 72. Như vậy y sẽ bằng 81. Y bằng 81 thì suy ra là y sẽ bằng 9 hoặc là âm 9. Như vậy là x bình trừ 7 sẽ bằng 9 hoặc là
x bình trừ 7 bằng 59. Vậy tới đây ta có x bình sẽ bằng 16 nè. Còn dưới này là x bình sẽ bằng trừ 2. X bình bằng âm 2 thì cái loại rồi đó. Bình phương sẽ bằng số âm được. Vậy là x sẽ bằng cộng trừ 6. Xin lỗi, cộng trừ 4. Vậy tổng của chúng bằng 0 ha. Thỏa vượt mê cung ABC khác 0 thì A bằng 2B. Rồi A bằng 2B, C bằng B trên 3. Suy ra A trên C sẽ bằng 2B chia cho B phần 3. Vậy là A trên C sẽ bằng 6. Số nghiệm của phương trình này là không khó đâu em. Vì sao vậy? Nó là các em phân tích cái vế trái nó sẽ ra một cái bình phương cộng cho một số dương ha, thì không thể nào bằng không được. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này nó sẽ bằng là 15/4, số nghiệm là 0 ha. X bằng 4 thì 3 trừ 4 là bằng -1, -1 mũ chẵn thì ra 1 ha. Rồi. X bình là không âm, 2 y bình cũng không âm, 3 z bình cũng không âm, mà cộng lại là bằng 0. Như vậy từng cái hạng tử này phải bằng 0 hết. Như vậy là x bằng 0, y bằng 0 và z bằng 0 luôn. Vậy cái tổng này cũng bằng 0 luôn kìa. Giờ còn dư thời gian mình đi mở các câu hỏi khác. Thường thường những câu hỏi mà chặn cuối nó sẽ rất khó, mình dở xem nó khó thế nào. Rồi bài này thì cũng đơn giản thôi kìa. X trừ 3x là thành âm 2x, 5 trừ 7 là cũng là âm 2x, 9 trừ 11 cũng là âm 2x, cứ trừ vân vân. 23 trừ 25 cũng là âm 2x bằng 3024. Vấn đề là có bao nhiêu cái âm 2x nè, thì em đếm thôi ha. Từ 1, 3, 5, 7, 9 cho tới 2015 là có bao nhiêu số? 1, 3, 5, 7 cho tới 2015. Vậy các em lấy 2015 trừ cho 1 chia 2 cộng cho 1. 1008 ha. 1008. Vế trái có 1008 hạng tử mà bắt cặp với nhau, từng cặp để ra trừ 2x. Như vậy lấy 1008 chia đôi là 504 nha. Âm 504 nhân cho âm 2x và bằng 3024. Như vậy ta sẽ có kết quả là 3024 chia cho 3 kia, x sẽ bằng trừ 3, x bằng 3 ha. Được.
coi thử câu này khó cỡ nào nữa. Giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất của yếu thức này là bằng bao nhiêu? Lấy nháp em. Bằng 5 nhé. Rồi A sẽ bằng gì? 5 x bình cộng 2 trừ cho 4 x bình cộng 2. Vậy nó sẽ bằng 5 trừ cho 4 x bình trên x bình cộng 2. Vậy cái này nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 5 ha. Dấu bằng xảy ra khi x bằng 0. Giá trị lớn nhất là bằng 5. Coi cái này thử. Như vậy là x sẽ bằng dương 2 hoặc là âm 2. Nhưng mà mũ chẳng lên thì dương hay âm 2 không quan trọng. Người ta lấy 2 ta tính đi. 16 cộng 4 là bằng 20 thôi. Mấy câu kia thì chắc cũng dễ. Ồ, cái này thôi các em tự giải ha. Nãy ra là x phần 2 lớn hơn 4. Vậy x lớn hơn 8. Nộp bài. Các em nhớ chia sẻ kênh của thầy cho càng nhiều bạn càng tốt ha, để thầy có khí thế làm các clip tiếp theo, mặc dù thời gian cũng rất là bận. Chào các em.